Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 của cái đề số 2 gọi là kiểm tra mục tiêu phần đại số em nha. Thầy nói chung là thầy cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết và cặn kẽ tất cả các bài. Được không nào? Đó, mong các em cũng chia sẻ bài giảng giúp thầy, like, comment tích cực và để thầy có động lực để mà thầy cố gắng ra tiếp những cái đề tiếp theo của em nha. Trong clip hôm nay giống như đã hứa, thầy sẽ làm cho em ở cái bài số 5. Ở đây người ta yêu cầu là dành cho học sinh lớp chọn. Ở đây người ta yêu cầu là tìm giá trị lớn nhất hoặc em nhé, lớn nhất hoặc, chứ không phải là đồng thời. Đó, trên một bài thì một là lớn nhất hoặc là nhỏ nhất, chứ nó không bao giờ đồng thời là cả lớn nhất hoặc là và nhỏ nhất. Đây là từ hoặc, được chưa nào? Như vậy thì đối với những dạng này á, thì thầy luôn nói các em là gì? Chúng ta phải tạo và phải đưa thêm bớt các kiểu để đưa về thành cái gì? Để đưa về thành hằng đẳng thức. Hằng đẳng thức đang nhớ. Em hiểu nào? Và hằng đẳng thức ở đây chúng ta hay áp dụng nó chính là hằng thức thứ nhất và hằng thức thứ hai. Nó có dạng là A trừ B, tất cả bình phương là hằng thức thứ hai, và A cộng B, tất cả bình phương là hằng thức thứ nhất. Em hiểu chưa nào? Như vậy chúng ta phải khôn khéo, chúng ta phải thêm bớt như nào đó để tạo thành hai hằng đẳng thức đó. Và sau khi chúng ta thêm bớt rồi thì chúng ta sẽ hình thành để tạo thành một cái gọi là biểu thức quy, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, như vậy quy bằng này, ở đây các em để ý này, trừ x bình phương mà ở đây trừ 4, thì chúng ta ước gì, chúng ta ước gì mà nó sẽ có gì nữa, trừ 4 nữa. Khi đó chúng ta đặt dấu trừ ra thì nó ra được hằng đẳng thức thứ nhất, được chưa nào? Còn ở đây trừ y bình cộng 2y, chúng ta ước gì nó có gì, trừ 1, chúng ta đặt dấu trừ ra thì nó sẽ ra được hằng đẳng thức thứ hai, được chưa nào? Mà cộng vào bao nhiêu thì chỉ bớt ra bao nhiêu, nhớ không vậy? Thêm thì phải bớt đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ biến cái điều ước trở thành hiện thực bằng cách chúng ta thêm thôi, thêm thì bớt. Như vậy thì ở đây là trừ x mũ 2, thầy viết tắt ra này, nhóm thằng này và thằng này một nhóm này, trừ 4x. Bây giờ thầy muốn có trừ 4 luôn, là thầy thêm vào trừ 4. Đấy, trừ 4 thì thầy sẽ là cộng 4. Trừ 4 cộng 4 bằng 0 thì nó đâu có ảnh hưởng gì trên đây đâu, đúng không? Tiếp tục, thằng này trừ y bình phương, đúng không? Cộng 2y, đúng chưa? Thầy sẽ thêm vô trừ 1 thì thầy sẽ bớt ra, thầy sẽ bớt ra 1. Trừ 1 cộng 1 bằng 0, nó không chẳng ảnh hưởng gì hả? Còn số cộng 2 này cứ để chứng tỏ cộng 2 này người ta sẽ viết lại. Tại vì cộng 2 là bản thân trên biểu thức đó. Như vậy thầy, hồi nãy giờ thầy thêm và bớt cái gì nè? Đây, trừ 4 cộng 4, một cái này. Trừ 1 cộng 1, một cái. Còn riêng các cái đơn thức ở trên cái biểu thức quy này, nó vẫn giữ nguyên trên đây. Thầy không có đụng chạm gì cả. Được chưa? Như vậy bây giờ thầy sẽ nhóm. 1, 2, 3, 1 nhóm. Thầy làm rất chậm để mà các em thấy. Tại vì những dạng này nó rất là khó. Cộng 4 cứ để riêng bên ngoài đó. Cộng 1, 2, 3. Thầy làm rất chậm luôn. Chứ không một số em á sẽ rất là khó hiểu. Cộng 1 để riêng bên ngoài, cộng 2 để riêng bên ngoài. Đó. Thấy chưa? Đi học thêm chưa chắc gì thầy cô đã chỉ cụ thể như này đâu các em. Thực sự là như vậy. Được chưa nào? Đấy. Ok. Đấy. Rồi. Ở đây á, thầy đối ngoặc đầu tiên thầy sẽ đặt dấu trừ lên trước. Bên trong còn lại x bình phương cộng 4x cộng 4 này, được chưa nào? Cái ngoặc thứ hai, chúng ta chú ý thầy ngoặc thứ hai này trước đã, thầy cũng sẽ đặt dấu trừ ra. Bên trong còn lại đây là y bình phương, đây y chứ, thầy là cái x, xin lỗi em nhé, đây y mày hồ, đó y nha. Như vậy thì đây là trừ 2y, đây là cộng 1. Còn cái số này, cái em lấy 4 cộng 1 cộng 2. Như vậy đây sẽ bằng 7 này. Đó, nó ra được số 7 rồi các em thấy không? Như vậy thì ở đây quy sẽ bằng này, trừ này. Chúng ta đưa cái này nó về trở thành là gì? X cộng 2 tất cả mũ 2 hằng thức thứ nhất. Được chưa? Trừ này. Đây là gì? Y trừ 1 tất cả mũ 2 hằng thức số 2 cộng cho 7. Tới cái bước này các em có hiểu không nào? Đó, rất chậm luôn đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo này. Bắt đầu chúng ta sẽ tạo để tạo thành cái biểu thức quy này nha. Chúng ta sẽ xuất phát từ những cái thằng bình phương này này. Được không nào? Chúng ta sẽ vì chúng ta lập luận này, bắt đầu lập luận này.
chúng ta có là vì x cộng 2 tất cả bình phương á, thì cái này như này sao bằng số 0 em, cái này là luôn luôn lớn bằng 0. Tương tự như vậy, y trừ 1 tất cả bình phương thì cái này luôn luôn lớn bằng 0, được không nào? Nên từ đó chúng ta suy ra x cộng 2 bình phương cộng y trừ 1 tất cả bình phương thì cái này luôn luôn lớn bằng 0. Nhưng ở đây các em thấy đây dấu trừ, đây dấu trừ thế nào? Nên từ đây chúng ta suy ra, chúng ta đặt dấu trừ đây, x cộng 2 bình phương và trừ cho y trừ 1 bình phương, thì cái ngay lập tức khi chúng ta thêm dấu trừ ở đẳng thức cái biểu thức này thì nó sẽ quay dấu ngược trở lại, nó sẽ nhỏ hơn bằng 0. Khi đó chúng ta sẽ thấy có số 7 đây, thấy có số 7 đây không? Chúng ta sẽ cộng 7 vào hai vế, thì khi cộng 7 vào ở hai vế này thì dấu này nó cũng vẫn là dấu nhỏ nha. Thì chúng ta suy ra ở đây trừ, nghĩa là chúng ta sẽ tạo, chúng ta sẽ tạo như thế nào đó để ra được cái biểu thức nha. Cộng 7 nhỏ bằng ở đây cũng là 7. Thì cái này đã chính là gì? Đây chính là quy nè. Quy bằng cái này chúng ta vừa mới tạo xong này. Ta xuất phát từ đây. Vậy từ đây chúng ta suy ra cái này chính là biểu thức quy, và quy này sẽ nhỏ hơn bằng 7. Quy nhỏ hơn bằng 7 này thì chứng tỏ là nhớ nhỏ hơn bằng 7 thì nó chính là giá trị gì? Giá trị lớn nhất. Khi nào? Giá trị lớn nhất của quy này sẽ bằng 7 khi nào? Khi đó dấu bằng này xảy ra. Dấu bằng này xảy ra khi nào? Hai thằng này sẽ bằng 0. Thằng này bằng 0 và thằng này bằng 0, thì khi đó 7 mới bằng 7 được. Hiểu chưa nào? Đó. Vậy giá trị lớn nhất của quy là 7 khi khi nào em? Khi đồng thời cả x cộng 2 tất cả bình phương bằng 0 và y trừ 1 bình phương này sẽ bằng 0. Các em hiểu nào? Nên từ đó chúng ta suy ra ở đây là x cộng 2 sẽ bằng 0 và y trừ 1 sẽ bằng 0. Tại vì 0 bình phương bằng 0 thì chứng tỏ trong cái ngoặc này cũng phải bằng 0, trong ngoặc này bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra là gì? X sẽ bằng âm 2 và y sẽ bằng 1. Được chưa nào? X ở đây bằng âm 2 này và y sẽ bằng 1. Đó, vậy thôi. Như vậy thì bài này đó chính là giá trị lớn nhất. Mát thôi nào. Mát em nha. Gặp cái dạng này thì chúng ta phải giải như vậy nha. Các em thấy hay thì các em chia sẻ rộng rãi với thầy, các bạn để cùng lên kênh thầy xem. Có đầy đủ các em, không có thiếu cái gì cả. Cả bốn bộ môn toán lý hóa sinh luôn em nha. Đối lớp 8, lớp 9 cũng vậy, toán lý hóa sinh có đầy đủ hết. Các bạn, clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong lý tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần đề tiếp theo, đề số 3. Chúc em học tốt, bye bye. Quay toán xong thầy sẽ quay tiếp môn hóa em nha. Ok.